Wow, trời đất ơi, năm nay có vẻ là ngon lành rồi nha. Mùng 4 Tết rồi mà mai nở còn nở sum xê như vậy. Công nhận mai giả hoài không chịu tàn nha. Giả đâu mà giả, con nhìn kỹ lên đây nè. Trời, mai rất thật nha, giải rất thật. Ờ, giải mai bằng giải, nhìn cái cây mai giải mà rất là có hồn như thật. Không giỡn đâu, ba mẹ không có thích chơi đồ giả, chơi đồ thiệt vậy không á. Tôi giỡn vậy thôi chứ trời ơi, sao mà tôi không biết được. Ủa mà quên nữa, ba má đâu rồi? Để tôi chúc Tết ba má với lại sẵn tôi xin kiếm lì xì. Kiếm lì xì? Từng tuổi này mà ra lì xì nữa hả? Ủa tuổi nào mà không lì xì? Lì xì là để lấy lộc đầu năm thôi. À tôi quên, quan trọng là lấy lộc. Hay vậy nè. Trời ơi, sao đâu sẵn vậy? Chuẩn bị sẵn luôn hả? Trời ơi. À, ba mẹ tôi á thì đi về bên ngoại để mà mừng tuổi ông bà, thắp nhang ông bà rồi. Thì bây giờ tôi giữ phần này coi như lì xì bà lấy lộc. Ôi trời ơi, bạn bè tự nhiên lấy kỳ lắm. Ủa thì bạn thôi, bè tặng bạn nhau bè lấy kỳ lắm, không được đâu, ngại. Thôi, no. Ủa không. Chứ sao, nói nghe nè, chứ ở nhà còn mấy đứa cháu nữa, cho mấy đứa cháu đại khi diện. Nào cháu ra đi tính nha. Y chang vậy. Trời ơi, thiệt luôn á. Rồi, thôi bây giờ nè. Chúc bà năm mới nghe. Rồi, chúc bà năm mới. Bước qua năm mới mọi thứ thuận lợi hơn. Rồi, được rồi, bây giờ tôi cũng sẽ đem một cái tin vui tới coi như là lộc gửi cho ông. Tin gì vui nữa? À rồi, thôi được rồi. Vậy là cái lời chúc của tôi lúc nãy thành sự thật hả ta? Nhìn cái mặt của bà hớn hở vậy là tôi biết rồi. Biết gì? Chuẩn bị lấy chồng đúng không? Hết vui. Đang vui luôn á, thật sự đang rất là vui, gặp bạn vui lắm luôn á bạn. Mà bạn nói tới đó là hết vui rồi. Bạn chạm vào nỗi đau, gọi là nỗi đau muôn thở của mình luôn á. Mình đang rất là buồn bởi vì không kịp có bồ để ăn Tết á. Tết nha, nhất, bạn nha. Tết nhất coi như là tôi lỡ miệng. Xin bụng. Để bạn Lâm mới thay cho bạn đó. Cái chuyện vui này là có liên quan tới tôi và bạn. Liên quan tới tôi luôn hả? Nhớ Dũng không? Dũng nào ta? Dũng học trong lớp mình á. Nhớ rồi. Nhớ à. Dũng là cái bạn mà ngồi sau lưng bà. Ngồi trước tôi nè. Đúng. Lúc nào cũng kì bà nè. Bóp nổ đùng. Nó nổ banh vào lòng chợ. Nổ cạnh Dũng sát. Không khí lúc nào cũng Tết hết á. Đúng rồi đó. Biết sao không vậy nè, Dũng đi du học ở nước ngoài. Xong rồi cái làm việc ở bên bển mấy năm trời đâu có về quê đâu. Đúng rồi. Nhưng mà đúng ngày năm nay á, không biết làm sao nữa mà ổng về quê nè. Cái tôi nghe mấy đứa bạn nói vậy xong tôi gọi điện thoại cho ổng. Cái tôi rủ ổng bữa nay ghé đây thăm ông. Trời ơi, vậy thì còn gì bằng nữa. Hả? Hello everybody home. I am here. Ôi sao tôi nóng dữ vậy trời. Ai mà giống của Dũng. Cái chữ lớn nửa nạt nửa mỡ này là ổng nè. Hello. Chụp hình. Jennifer Dũng xin chào hai best friend. Nói gì là mà bầu Dũng cái gì? Thấy người ta là Jennifer. Dũng là mạnh mẽ. Phân rồi phân. Mà nãy bạn mới nói gì? Hai fan. Hai fan. Ở quê là fan là gì? Fan là giống ba đứa mình á. Là bạn á đúng không? Đúng. À người ta gọi là friends đó. Trời ơi Việt kiều mà fan. Với lại giờ vậy nè, bạn nói tiếng Việt đi. Hai fan thông cảm đi, mình nước ngoài là mình nói chuyện vậy quen rồi. Với lại bên đó mình là một cái fashion star đó. Cho nên khoan, từ từ. Cái gì fashion star? Mình chỉ nghe từ chuyên môn là fashionista thôi. Là cái người đi đầu, dẫn đầu xu hướng thời trang á. Còn cái gì về fashion star thì... Nói chung là... Okay. Không, tại tính tôi đó giờ vậy đúng không? Ok Dũng, mình hiểu. Mình thấy bạn là fashion rồi đó. Bây giờ nè, không cần biết người ngoài nói làm sao. Quan trọng mình ăn mặc sao mình thấy cảm giác mình đẹp, mình tự tin là được rồi. Oh my god, fan này hiểu mình nè, fan này không hiểu mình gì hết. Nói sao không hiểu, tại cái tính tôi hay nói gì thôi, chứ mà tôi vẫn gọi là rất là vui vẻ gặp bạn. Mình biết là hai fan gặp mình là hai fan vui rồi. Nhân dịp Tết nhất mình cũng có mang quà gì để tặng hai fan. Ui có quà luôn, trời ơi vui vậy. Có quà luôn. Được á. Đó, cái này là quý lắm, này là sô cô la Mỹ. Đó. Thôi, chắc... nó thịnh hành, đang mốt. Đúng rồi. Ý cảm mình ơn bạn nhiều nha. Trời ơi là trời, thích quá đi à. Lì xì bán luôn. Cảm ơn bạn. Sự mới có bạn cũng phải có chứ. Thật sự là rất là nhiều năm rồi. Anh em mới gặp lại nhau, thật sự là cảm giác nhớ lắm. Bồi hồi bao nhiêu cái kỷ niệm ngày xưa nó ùa về á. Thôi giờ vậy, hai bạn ngồi chờ tí xíu nha.
tôi xuống tôi pha ấm trà mới, kể lên là anh em ngồi nói chuyện với nhau. Thôi, nhà có nước ngọt không? Uống nước ngọt không? Thôi uống nước trà, uống trà cho thanh đạm nè, đợi xuống. Đúng rồi. Thôi chơi nha bạn. Ừ, mà hơi đói bụng á, sao ăn uống gì không? Dưa hấu. Ăn đi cho có. Ê, để coi lát nữa ngồi mình ngồi nói chuyện nha, hồi kéo ra ngoài nhà hàng Qua Mai á. Nhà hàng Qua Mai đầu đường á. Rồi mình quên. Lát nhau luôn ha. Thôi bây giờ nè, ngồi tâm sự tí xíu. Rồi cái trưa cái mình đặt nhà hàng bên đó, các anh em ngồi ăn tâm sự luôn, gọi mấy bạn kia tới luôn nha. Cũng được. Ăn nhà hàng đi, mình phá nhà hàng không ăn nhà được đâu. Ê. Mình nói thiệt bạn này nha. Gì? Bộ Trí làm ăn sao thua lỗ lắm hay sao mà mình thấy bao nhiêu năm không thay đổi, nhà cửa vẫn y chang như hồi xưa vậy? Trời ơi, bạn sao á, bạn là Việt Kiều ha, về nước ha. Ngoài cái chuyện là đi bao nhiêu năm, cái gì cũng thay đổi, duy nhất cái tính gọi là nổ không thay đổi. Bạn nói chuyện kỳ quá à. Tết nhất tới nhạn ta chê bai. Không phải đâu, cái này là bạn Chí là bạn đã đi lên trên thành phố lập nghiệp mấy năm rồi, thấy không? Nhà ba mẹ của bạn mà. Tết đó Chí mới về đây để mà chơi với gia đình, sum họp gia đình thôi. Nhưng mà mình không biết là Trí là lập nghiệp cái gì ở trên đó mà bây giờ nhìn ăn bận đồ vẫn quê mùa như xưa. Chuyện sao á, bạn đừng có nói như vậy nha. Tại vì Chí là một cái người sống rất là giản dị, không có thích phô trương, thích khoe mẽ, hiểu không? Nói cho nghe sương sương thôi. Vậy á nha, quê mùa theo như bạn nói nha, ông chủ của 3 công ty xuất nhập khẩu ở trên thành phố đó. 3 công ty luôn. Trời ơi, làm gì ngạc nhiên vậy? Bình thường thôi, tại cái đó chỉ mới là một phần nha. Thật ra là Trí là còn là ông chủ của một chuỗi nhà hàng lớn ở trên thành phố, trong đó có 2 cái ở ngay dưới quê mình. Đó, cái nhà hàng Qua Mai á, hồi nãy tôi mới nói là để lát nữa chiều trưa tụi mình ra, tụi mình lai ra á, làm chủ luôn á. Gì vậy? Nói chưa, tôi nói với ông rồi. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Trời ơi. Trà ngon lắm á nha, trà sen chính tay mẹ tôi húp luôn á. Trời ơi, đã nha, cô mà ướp trà sen là xuất sắc luôn rồi. Trời, mẹ ướp rồi khỏi nói rồi. Mà chúng ta quan trọng là biết không, trà sen này chính tay cô ướp mà lại còn được ông chủ lớn rót cho mình uống nữa. Ôi, năm nay hơn lắm nha. Fan Trí ơi. Hả? Có chuyện này muốn nói á. Là hồi nãy giờ mình qua đây chơi nhà của Phan Trí, mình có nói gì lỡ lời thì cho mình xin lỗi nha. Ủa, anh em đang vui mà, đâu có chuyện gì đâu. Giờ mình nói lại, thật sự là không phải Việt Kiều, không có phát sành gì đâu. Bên đó cũng cực lắm, tại về đây giả bộ bơm bơm cho nó nổ một chút mà không ngờ bơm nó bị xì nên nó không nổ. Đó, cái tôi cần là chỗ này nè. Đó. Như vậy mới là dũng của bạn tôi. Đúng, nè. Cái dũng này mới là bạn mình nè. Vui vẻ, vui tính, thật thà. Chứ không phải là dũng lúc nào cũng bung. Nói chung cuộc sống mà mình sao nói vậy. Tôi biết rồi, tôi. Nhưng mà nãy giờ ông chưa nói gì tôi không biết. Hả? Gì đó? Biết sao vậy nè, trong lúc vô pha trà đó thì ngoài đây thì tôi cũng có chia sẻ đó, thì ông bây giờ là cũng thành đạt rồi, thấy không, là chủ cả rồi của công ty lớn, nhưng mà ông vẫn rất là giản dị, vẫn như hồi xưa, không có gì khác hết trơn á. Với bạn bè thì vẫn chân thành, vẫn thân thiện. Chứ nổ đó, thành thử ra là tôi mới chơi với ông tới tận bây giờ đó. Cái không, Dũng nghe vậy xong cái là Dũng thay đổi thái độ liền. Ủa mà có chuyện gì vậy Dũng? Cuộc sống của bạn bên đó vẫn ổn chứ? Không ổn lắm. Thật sự là thái độ của mình bây giờ, mình thật sự mình nghiêm túc lại. Hồi nãy giờ mình giỡn cho không khí Tết nó vui thôi. Thật sự là Trí là có là 3 cái bất động sản, 2 cái nhà hàng đúng không? Đúng không? 3 cái công ty xuất nhập khẩu. 3 công ty, 2 nhà hàng. Và 1 chuỗi nhà hàng, 2 cái nhà hàng dưới quê. Chẳng hay là cái công ty với lại nhà hàng còn thiếu chỗ nào làm không? Làm sáng. Cho mình vô mình làm với. Ê, đừng nói là Tết này là về ăn Tết rồi ở lại luôn nha, không qua bển nữa hả? Ở lại luôn, ở bển khó khăn quá, ở bển chán lắm, mình muốn về đây mà mình sợ giờ không có chuyện làm á. Sẵn gặp Trí xin luôn. Trời ơi. Thôi. Bạn bè, nói chung là bây giờ ông nói vậy rồi, ông đã dám tự tin, ông mở miệng ra, ông nói tất cả sự thật như vậy. Thì bây giờ như vậy, anh em mình cứ chơi vui vẻ. Qua Tết, khi nào quyết định đi làm, liên lạc tôi. Hay quá, cảm ơn fan. Cái này hơi lố. Nhưng mà nè, dặn nha, một khi đã bước vô công ty của tụi tôi làm rồi là
phong cách phải chuyên nghiệp, thật thà. Không được bùm chiêu. Hứa luôn. Hứa từ đây tới sau là tôi sẽ tháo hết tất cả cái bơm trong người ra. Không bao giờ mà tôi bùm chiêu như vậy nữa đâu. Rồi, tháo ra nè. Quấn cái gì đây người vậy? Gỡ hết rồi. Nhục. Chặt chèo nữa. Còn rất là nhiều câu chuyện cũ mình cần phải ôm lại. Quan trọng bây giờ gặp nhau đây ha. Rồi mình còn phải đi thăm các thầy cô cũ của tụi mình nữa. Ok không? Câu này hay nè. Tôi có ý định này rồi mà chưa kịp gọi mọi người á. Bây giờ vô cái rồi đi thăm thầy cô. Hẹn mọi người ra quán luôn. Mà bây giờ anh kêu em về em thay áo, trễ giờ làm rồi làm sao? Cao lắm 20 phút nửa tiếng chứ nhiêu. Vậy là bây giờ là phải là có cái gì đó màu vàng trên người hả? Đúng rồi, em phải có màu vàng chứ. Phương Bình xin đại diện toàn thể anh em tham gia chương trình Phút Thư Giãn của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Nhân dịp năm mới, chúc quý vị khán giả Đài Truyền hình Vĩnh Long cũng như khán giả cả nước một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Và chúc mừng năm mới.